về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài tập cuối chương 8. Thì ở chương 8 này chúng ta đã học được về các hình hình học cơ bản. Chúng ta biết được một số khái niệm về hình học như điểm này, đường thẳng này, đoạn thẳng này, tia này, các khái niệm về góc này, số đo góc này, góc vuông, góc bẹt, góc tù, rồi trung điểm của một đoạn thẳng, vân vân. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng làm bài tập để chúng ta củng cố lại toàn bộ kiến thức của chương này. Thì cũng như những cái chương khác, thì bài tập cuối chương của chúng ta sẽ có hai phần là trắc nghiệm và tự luận. Thì chúng ta sẽ thường làm từ bài tập trắc nghiệm trước. Bây giờ chúng ta cùng quan sát vào câu hỏi trắc nghiệm cho cô. Em hãy tìm một hình vẽ tương ứng với mỗi khái niệm hình hình học trong các bài từ bài 1 đến bài 3. Vậy là cái câu hỏi này của chúng ta sẽ được dùng xuyên suốt từ bài 1 đến bài 3. Với mỗi hình vẽ ở bên này, đây, chúng cô lấy ví dụ là bài 1 này. Với mỗi hình vẽ ở bên này thì chúng ta sẽ tìm xem nó tương ứng với cái khái niệm nào ở bên này nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài 1 này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là gì? À, ở đây cô sẽ có là gì nhỉ? Khái niệm thứ nhất là điểm, điểm A. Điểm A thì đây, ở như C của chúng ta. Đây, chính là cho chúng ta hình ảnh của điểm, điểm A. Vậy là cô sẽ nối cái 1 này với C. Tiếp theo này, 2 là góc bẹt. À, góc bẹt thì ở đâu nhỉ? Chúng ta quan sát hình B này, chúng ta lại phải nhớ về khái niệm góc, góc bẹt. Góc bẹt là góc gì nhỉ? Được tạo thành bởi hai tia đối nhau. Thì chúng ta thấy hình B là cái góc tạo bởi hai tia đối nhau. Và số đo của góc bẹt thì sẽ bằng bao nhiêu? À, bằng 180 độ. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem đúng không nhé. Cô đặt thước này, sao cho tâm của thước trùng với góc này. Đây, một cạnh của thước thì trùng với cạnh một cạnh của góc. Đúng rồi, nó là 180 độ. Vì vậy, hai cô sẽ nối với B. Đến lượt 3 này, M là điểm trong của góc XOY. À, chúng ta quan sát ở đây không có đúng không? Nhưng mà bài 1 của chúng ta thì lại còn một nửa ở phần bên cạnh nữa. Vì vậy thì để các em có thể quan sát hơn, thì cô đã viết toàn bộ bài tập 1 ra ngoài này. Nào bây giờ cô sẽ nối nhá. Thì khái niệm điểm A chúng ta biết rồi đúng không? Là một chấm trên trang giấy này. A nối với à, 1 nối với C này. Tiếp theo này chúng ta cũng đã biết là 2 sẽ nối với B. Cô đã giải thích rồi. Nào bây giờ đến 3 này, M là điểm trong. Điểm trong là gì nhỉ? À, điểm trong góc, hiểu đơn giản là gì? Là cái điểm đấy nó nằm ở bên trong cái góc đấy. Và gì? Và một cái gì nhỉ? Cái tia mà nối gì? Nối góc với cái điểm đấy thì sẽ cắt ngang hai cái điểm bất kỳ trên OX và OY, đoạn thẳng nối hai điểm OX và OY. Cô kiểm tra nhé. Ví dụ đây là cô lấy A này, trên OX lấy A, trên OY cô lấy B. Thì lúc này cô nối M, OM thì có đúng tia OM của chúng ta. Đây, sẽ cắt gì? Cắt đoạn thẳng A, AB. À vậy gì là gì nhỉ? M là điểm trong của góc XOY. Vậy chúng ta sẽ nối với gì? À đây, 3 này, 3 chúng ta sẽ nối với H. Cô đặt thước này. Tiếp theo, 4 là gì nhỉ? Góc vuông. À, chúng ta nhớ lại khái niệm góc vuông. Góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ. Đây, và đây là ký hiệu của góc vuông này. Thì có nghĩa là gì? 4 chúng ta sẽ nối với G. Tiếp theo là 5 là góc tù. Chúng ta nhớ cho cô góc tù là góc gì nhỉ? À, góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ. Chúng ta cùng kiểm tra nào. Cái góc này của chúng ta, đây ở E góc này của chúng ta số đo bằng bao nhiêu đây? À, bằng 75 độ, nó không lớn hơn 90 độ nên chúng ta không nối được. Ở như ý này thì đây có phải góc không nhỉ? À, đây không phải là góc, đây là một tia. Nào chúng ta kiểm tra ở ý A thì chúng ta sẽ thấy là gì? À, cái góc này lớn hơn 90 độ. Đây, lớn hơn 90 độ. Nên nó sẽ là góc gì nhỉ? Đây, cô để lùi xuống. Nên nó sẽ là góc, góc tù. Vì vậy, 5 của chúng ta sẽ nối với A. Sáu của chúng ta là góc nhọn XOY có số đo bằng 75 độ. Đây, thì chúng ta sẽ quan sát thấy là gì nhỉ?
Ở đây chúng ta XOY là góc, góc nhọn và số đo bằng 75 độ. Vì vậy, 6 của chúng ta sẽ nối với E. Đấy, vậy là chúng ta nối được. Có nhiều bạn, các bạn ấy không thích nối thì chúng ta có thể liệt kê cho cô này. Chúng ta hoàn toàn có thể liệt kê nhé. Liệt kê ở đây, 1 của chúng ta, cặp đầu tiên là 1 sẽ nối với gì nhỉ? Nào, điểm này, 1 thì nối với C. 2 của chúng ta sẽ nối với gì? Đây, 2 của chúng ta sẽ nối với 2 này, nối với B. Của chúng ta sẽ nối với gì? Điểm trong đúng không? Điểm trong 3 sẽ nối với H. 4 của chúng ta sẽ nối với gì nhỉ? 4 là góc vuông. Góc vuông sẽ nối với G. Đây, góc vuông chấm phẩy này, 4 này nối với G. 5 là góc tù. Góc tù thì sẽ nối với A. Và 6 là gì? Góc nhọn XOY thì chúng ta sẽ nối với E. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1 ở phần trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2 ở phần trắc nghiệm. Bài 2 thì chúng ta cũng sẽ xem xét các khái niệm bên này để chúng ta tìm được cái hình vẽ bên này tương ứng. Thì cũng sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ nối, còn cách thứ hai là chúng ta sẽ liệt kê. Thì bây giờ cô sẽ làm nối trước. Thì chúng ta sẽ không nối vào sách giáo khoa mà cô đã vẽ sẵn cái bảng này ra giấy rồi. Thì chúng ta cùng quan sát cho cô nhé. Thứ nhất này, đường thẳng đi qua hai điểm A và B. À, đường thẳng đi qua hai điểm A và B thì chúng ta sẽ quan sát thấy là hình mấy nhỉ? Hình D đúng không? Đây, đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Khái niệm đường thẳng thì chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ không bị giới hạn bởi hai đầu. Vậy là một cô sẽ nối với D này. Tiếp theo, đoạn thẳng MN. À, chúng ta cùng quan sát nhé. Ở đây cô có đoạn thẳng AB, đoạn thẳng AB, đoạn thẳng KL. Đường thẳng AB này, tia AT, vậy gì nhỉ? Đoạn thẳng MN sẽ là đây. Hình G cho chúng ta hình ảnh của đoạn thẳng MN. Vì vậy cô sẽ nối 2 với G này. Tiếp theo, tia AT, chúng ta sẽ thấy nó là hình ảnh của đâu nhỉ? Đây, tia thì bị giới hạn bởi một đầu AT. Và góc là góc A, đúng không? Thì cô sẽ nối 3 với E. Tiếp tục này, M là trung điểm của đoạn thẳng KL. Thì thứ nhất là gì nhỉ? Chúng ta phải nhớ được khái niệm trung điểm. Trung điểm là điểm nằm ở chính giữa, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra này. À, cô sẽ kiểm tra xem KM bằng mấy nhá. KM của cô bằng 2cm và ML của cô cũng bằng 2cm. Vậy M chính là trung điểm của KL vì mỗi đoạn này bằng mấy? Bằng 2cm và M lại nằm ở giữa. Nào, vậy là cô sẽ nối 4 với C này. Tiếp theo, 5 của chúng ta là gì nhỉ? Điểm M nằm giữa hai điểm C và D. Đây, chúng ta sẽ quan sát là trong các cái hình còn lại của chúng ta thì gì? Có hình H này là có C và D và điểm M nằm ở giữa. Vậy là 5 của chúng ta sẽ nối với H. Tiếp theo này, 6 là gì nhỉ? Đoạn thẳng AB có độ dài 3cm. Thì chúng ta quan sát nhé. Hình A cũng là đoạn thẳng AB. Hình B của chúng ta cũng là đoạn thẳng AB. Nhưng ở hình A này, cô sẽ thấy cái đoạn thẳng AB của chúng ta được chia thành 3 phần và mỗi phần là 1cm. Vì vậy đoạn thẳng AB ở hình A chính là có độ dài 3cm. Còn ở hình B cũng là đoạn thẳng AB nhưng được chia thành 4 phần và mỗi phần là 1cm. Vậy đoạn thẳng AB ở hình B phải là 4cm. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là 6 của chúng ta phải nối với gì nhỉ? À, 6 phải nối với A. Đây, cô nối 6 với A này. Đây, là cô được hình như thế này. Thì có những bạn sẽ liệt kê ra. Thì chúng ta sẽ cùng liệt kê nhé. Liệt kê lại một lần này. Thì là gì nhỉ? Một của chúng ta sẽ nối với gì? Đường thẳng A. Đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Đây, hay còn đọc lại đường thẳng AB. Một nối với D này. Chấm phẩy 2 của chúng ta, đoạn thẳng MN, chúng ta sẽ nối với G.
cho chúng ta hình ảnh của đoạn thẳng MN. Tiếp theo này, 3 của chúng ta là tia AT. Tia AT thì chúng ta sẽ nối với E. Vì E của chúng ta cùng cho hình ảnh của tia AT. Tiếp theo này, 4, M là trung điểm của đoạn thẳng KL. M là trung điểm của đoạn thẳng KL thì 4 của chúng ta sẽ nối với C. Ở trên cô đã giải thích rồi. Đây cô chỉ liệt kê lại nữa thôi. 5 của chúng ta, M nằm giữa hai điểm C và D. Đây, 5 của chúng ta sẽ nối với H. Và 6 của chúng ta sẽ nối với A. Vậy là cô vừa liệt kê xong. Đây là kết quả liệt kê này. Còn trên này là kết quả mà cô nối này. Thì các em làm theo cách nào cũng được nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 3 của phần trắc nghiệm. Bài tập số 3 thì cũng tương tự. Chúng ta sẽ quan sát các cái khái niệm ở bên cổ tay trái và chúng ta sẽ tìm cách nối làm sao cho nó tương ứng với cái hình vẽ bên tay phải, hoặc là chúng ta sẽ liệt kê. Thì bài tập số 3 của chúng ta nó vừa nằm ở trang 97 và vừa nằm ở trang 98. Vì vậy các em sẽ khó quan sát hơn, nên cô đã vẽ lại toàn bộ các cái bảng của bài tập số 3 ra giấy để chúng ta dễ dàng quan sát hơn khi mà nó ở trên một tờ giấy nhé. Nào, thứ nhất này, hai đường thẳng A, B cắt nhau. Đây, hai đường thẳng AB cắt nhau thì chúng ta sẽ quan sát thấy là gì? Ở hình nào? Hình đầu tiên thì chỉ có một đường thẳng này. Hình thứ hai có một đường thẳng, hình thứ ba không có đường thẳng. Hình thứ tư có một đường thẳng. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái hình thứ năm của chúng ta. Đây, đây là E nhé. Cô xin lỗi, đây là E này. Thì chúng ta sẽ thấy là gì? E ở đây chúng ta có đường thẳng A và đường thẳng B cắt nhau tại ô. Đây, AB cắt nhau tại ô. Vì vậy một của cô sẽ được nối với E. Cô sẽ nối 1 với E. Tiếp tục này, chúng ta lại thấy gì? Hai đường thẳng song song. À, ở trên này thì chúng ta vừa kiểm tra không có hai đường thẳng. Thì ở dưới này chúng ta thấy là gì nhỉ? G. G cho chúng ta hình ảnh của hai đường thẳng song song. Vậy là chúng ta sẽ nối 2 với G. Tiếp theo này chúng ta sẽ thấy là gì? Ý 3 là điểm B nằm trên đường thẳng B. Đâu? Điểm B nằm trên đường thẳng B. Đây, chính là hình A này, đường thẳng B của chúng ta đây. Và điểm B của chúng ta nằm trên đường thẳng B. Hay nói cách khác là gì nhỉ? Đường thẳng B của chúng ta đi qua B. Vậy là 3 của chúng ta sẽ nối với A. Tiếp tục này, điểm ngoài đường thẳng thì chúng ta sẽ xem nhé. Ở đây là 3 điểm thẳng hàng, đây là 3 điểm không thẳng hàng. Đây là một đường thẳng bình thường thôi. Còn hình H chính là gì nhỉ? Điểm N. Đây, điểm N của chúng ta nằm ngoài cái đường thẳng gì? À, nằm ngoài đường thẳng A. Vì vậy, điểm ngoài đường thẳng ý thứ 4 thì chúng ta sẽ nối với H này, 4 nối với H. Tiếp tục, 3 điểm thẳng hàng. À, 3 điểm thẳng hàng chúng ta nhớ lại cô vừa nhắc ở đâu? À, ở B đúng không? 3 điểm này, B, M, Q của chúng ta thẳng hàng. Đây. Tiếp tục này, 3 điểm không thẳng hàng là 6. Nào, chúng ta quan sát thấy ở đây C của chúng ta chính là 3 điểm không thẳng hàng. Vậy là 6 của cô sẽ nối với C. Nào, bây giờ cô sẽ liệt kê lại nhé. Chúng ta liệt kê này. Thứ nhất, 1 của chúng ta sẽ nối với mấy nhỉ? À, 2 đường thẳng cắt nhau, 1 sẽ nối với E. Tiếp tục này, hai đường thẳng song song là 2 sẽ nối với G, hình ảnh hai đường thẳng song song. Tiếp theo là 3 này, điểm B nằm trên đường thẳng B sẽ nối với A, vì nó cho chúng ta hình ảnh như thế. Tiếp tục, 4 của chúng ta là điểm ngoài đường thẳng đúng không? Vậy là 4 của chúng ta sẽ được nối với gì? À, nối với H, cho hình ảnh của điểm ngoài đường thẳng. 5 của chúng ta, 3 điểm thẳng hàng thì chúng ta sẽ nối với B. Và 6 của chúng ta sẽ nối với C. Vậy là cô vừa liệt kê xong bài tập số 3 của phần trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 4 của phần trắc nghiệm. Và bài tập số 4 của phần trắc nghiệm thì nó sẽ không liên quan đến việc nối hay liệt kê như thế này nữa. Vì câu hỏi này của chúng ta nó chỉ dùng cho bài số 1, số 2 và số 3 thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4 của chúng ta là gì nhỉ? À, bổ sung vào chỗ chấm để hoàn thiện các câu sau cho đúng.
Bây giờ với một cái chỗ trống như thế này, chúng ta đều phải điền một từ hoặc là một cụm từ sao cho những cái câu này của chúng ta nó thế nào nhỉ, nó đúng. 4 này. Nào, bây giờ ý A nhá. Khi ba điểm cùng thuộc một đường. À, cô xin lỗi, khi ba điểm cùng thuộc một này, chấm chấm chấm, ta nói rằng chúng thắng thắng hàng. Vậy ở đây chúng ta phải điền từ gì nhỉ? À, ba điểm thắng hàng khi ba điểm cùng thuộc một đường thắng. Vậy ở đây chúng ta phải điền chữ đường thắng này. Khi ba điểm cùng thuộc một đường thắng. Đây nhá, cô sẽ viết luôn. Ý A này chấm chấm chấm, chúng ta sẽ điền từ đường thắng. Khi ba điểm thuộc cùng một đường thắng, ta nói rằng chúng thẳng hàng. Ý B à? Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm chấm chấm chấm, hai điểm còn lại. À, chúng ta nhớ đến cái phát biểu này là gì nhỉ? Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ có một điểm nằm gì? Nằm giữa hai điểm còn lại. Vậy ở đây ý B của chúng ta phải điền từ nằm giữa. Ý C là gì? Có một và chỉ một chấm 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 đi qua hai điểm A và B cho trước. À, ở đây chúng ta sẽ điền từ gì nhỉ? À, từ đường thẳng. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B cho trước. Vậy thì ý C của chúng ta sẽ điền từ đường thẳng. Tiếp theo này, ý D. Nếu hai đường thẳng không có chấm chấm chấm, ta nói hai đường thẳng đó song song. Vậy hai đường thẳng thế nào thì được gọi là song song? Chính là hai đường thẳng không có gì điểm chung. Vậy ở đây chúng ta sẽ tìm từ điểm chung. Nếu hai đường thẳng không có điểm chung, ta nói hai đường thẳng đó song song. Vậy ý D của cô chính là chấm 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 này, điểm chung. Ý E của cô là gì nhỉ? Nếu hai đường thẳng không có chấm chấm chấm. À, cô xin lỗi, cô nhầm rồi. À, chúng ta sẽ sửa cho cô nhé. Ý cô vừa làm xong là ý E. Đây, ý E, cô đọc nhầm câu. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại ý D, không sao đúng không? Chúng ta quay lại ý D này. Nếu hai đường thẳng chỉ có chấm chấm chấm, ta nói hai đường thẳng đó cắt nhau. Vậy thì khi nào hai đường thẳng cắt nhau? Khi hai đường thẳng chỉ có một điểm chung. Thì ở đây ý D của chúng ta cũng điền từ gì nhỉ? Có gì? Một điểm chung. Vậy là chúng ta sẽ điền này, có này, một điểm chung. Rồi ý E thì chúng ta vừa làm rồi. Ban nãy con đọc nhầm đề ý E thành ý D. Thì ý nhớ nhá, ý E là điền từ điểm chung, còn ý D là điền từ gì nhỉ? Một điểm chung. Tiếp theo bây giờ chúng ta chuyển sang ý G cho cô. À, ở đây nó lại chấm 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 ở đầu này. Là hình gồm hai điểm A và B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. Thì chúng ta nhớ đến đây là khái niệm về gì nhỉ? Về đoạn thẳng đúng không? Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A và AB và tất cả các điểm nằm giữa A và B. Vậy G chúng ta phải điền từ gì? Đoạn thẳng. Nhưng mà đoạn thẳng gì nhỉ? À, đoạn thẳng AB. Thì nó mới là hình gồm hai điểm AB và tất cả các điểm nằm giữa A và B. Tiếp theo H này. Của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó. Thì chúng ta thấy là gì? Nghe đến cái từ cách đều, chúng ta sẽ liên tưởng đến trung điểm. Và kiểm tra lại một lần nữa thì chúng ta thấy đây là gì nhỉ? À, khái niệm của trung điểm đúng không? Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai điểm đó. Thì gì nhỉ? H chúng ta sẽ điền từ trung điểm. Nào, bây giờ đến câu Y. Chấm 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 là hình gồm hai tia trung góc. Cái gì là hình gồm hai tia trung góc nhỉ? À, góc là hình gồm hai tia trung góc. Vậy Y của chúng ta sẽ điền từ góc. Nào, K. Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc gì? À, lớn hơn góc vuông có nghĩa là nó lớn hơn 90 độ, và nhỏ hơn góc bẹt là nhỏ hơn
180 độ số đo của nó. Vậy nó phải là góc gì? Góc tù đúng không? Vậy là câu K của chúng ta sẽ điền là gì nhỉ? Góc tù. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau hoàn thành bài tập số 4 của phần trắc nghiệm. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần tự luận nhé. Bài tập tự luận, bài 1. Vẽ hình trong các trường hợp sau. Ý A này là 3 điểm ABC thẳng hàng, 3 điểm MNP không thẳng hàng. Ý B là đoạn thẳng AB, trung điểm M của đoạn thẳng AB. Nào, bây giờ nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ làm ý A trước, bài 1. Ý A, 3 điểm ABC thẳng hàng. À, 3 điểm ABC thẳng hàng thì 3 điểm đấy nó phải nằm ở đâu nhỉ? À, nó phải nằm trên một đường thẳng. Vì vậy, cô sẽ vẽ này, một đường thẳng. Sau đó cô lấy gì? Điểm A, điểm B và điểm C. Vậy là cô được hình ảnh của 3 điểm ABC thẳng hàng. Tiếp theo là gì? 3 điểm MNP không thẳng hàng. MNP không thẳng hàng thì cô có thể lấy MNP tùy ý. Có thể cô lấy cả 3 điểm đó, nó không thuộc vào gì? Đường thẳng. Đây, cô đặt đây là đường thẳng D nhá. Đây, B này. Hoặc cô cũng có thể lấy điểm N lên đây, điểm M lên đây, nhưng điểm B lại không thuộc. Thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy được. Cái phần này nó khá là dễ thôi. Tiếp theo câu B này là gì nhỉ? Đoạn thẳng AB, trung điểm M của đoạn thẳng AB. Thì đầu tiên cô cũng phải vẽ đoạn thẳng AB ra trước. Cô sẽ vẽ đoạn thẳng AB bằng 6cm đi. A này, B này. Cô có đoạn thẳng AB bằng 6cm. Nào, bây giờ là gì nhỉ? À, chúng ta sẽ vẽ trung điểm gì? Trung điểm M của đoạn thẳng AB. Thì đoạn thẳng AB bằng 6cm. Thì trung điểm M thì có nghĩa là gì? M phải nằm giữa A và B. Và M cách đều A, AB. Vì vậy M của chúng ta phải nằm ở vạch số 3. Để cho AM của chúng ta bằng mấy nhỉ? Bằng 3. Và MB cũng bằng 3. Lúc này M nằm giữa A và B này. M cách đều hai đầu AB. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu C. Cô di rách một chút. Câu C là gì? Chúng ta phải vẽ đường thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB. Thì muốn vẽ được đường thẳng AB, đầu tiên cô cứ lấy hai điểm A và B bất kỳ. Nào, ý C nhé. Cô lấy hai điểm A này và B của cô bất kỳ. Sau đó cô làm gì nhỉ? À, cô vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Thì lúc này cô sẽ có đường thẳng AB. Sau đó cô lại đọc tiếp đề bài yêu cầu là gì? Điểm K nằm trên đường thẳng AB. Đây, điểm K cô có thể lấy ở đây. Hoặc cô cũng có thể lấy vào đây. Đều được nhá, miễn là nó nằm trên đường thẳng AB. Tiếp tục này. Ý D là gì? Góc XAI và điểm M nằm trong góc đó. Thì đầu tiên cô sẽ vẽ gì trước nhỉ? Góc XAI trước. Mà muốn vẽ góc XAI thì đầu tiên cô sẽ làm gì? Cô vẽ tia AX này, bất kỳ. Sau đó cô làm gì nhỉ? À, cô vẽ tia AI, bất kỳ luôn. Vì đề bài không yêu cầu là góc vuông, góc nhọn hay góc tù gì cả, thì chúng ta cứ vẽ bất kỳ thôi. Thường thì chúng ta sẽ hay vẽ góc nhọn Y ở đây. Và sau đó chúng ta lấy gì nhỉ? Điểm M nằm trong góc đó. Vậy M sẽ nằm ở đâu? Nằm ở đây được không? Không, ở đây được không? Không. Mà điểm M của chúng ta phải nằm ở đây. Để khi cô lấy một điểm A trên Y này. À, cô xin lỗi, A trùng ở đây rồi. Cô lấy một điểm C trên Y đi, trên AI. Và một điểm D trên AX. Thì cô nối lại, cô được đoạn thẳng DC này. Thì lúc này cái tia AM của cô, nó sẽ thế nào nhỉ? Nó sẽ cắt cái đoạn thẳng này. Đúng chưa? Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Nào, chúng ta cùng đọc đề. Cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, O là trung điểm của đoạn thẳng AC. Hãy tìm độ dài AC, CB, AO nếu AB của chúng ta bằng 2. Hãy tìm độ dài của AB, AC và AO nếu CB của chúng ta bằng 3,4cm. Còn cái này cô xin lỗi nha, cái này bằng 2cm. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình này. Bài 2. Đầu tiên chúng ta sẽ có là gì? Đoạn thẳng AB thì cô sẽ vẽ đoạn thẳng AB trước nhá. Đây, đoạn thẳng AB của cô.
Sau đó là gì? C là trung điểm của AB. Cô dùng thước cô đo và cô chia đôi ra. Đây, C là trung điểm của AB này. Và O lại là gì nhỉ? À, O là trung điểm của AC. O là trung điểm của AC, cô lại chia đôi AC ra. Đây, O của cô sẽ nằm ở đây. Rồi, vậy là ý A của chúng ta là gì? À, chúng ta cần tính này, AC là 1. Gì nữa? CP là 2 và AO là 3. Nếu AB của chúng ta bằng 2. AB này bằng 2 thì đầu tiên chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Vì C là trung điểm của AB nên C nằm giữa A và B và gì nữa? AC bằng AB và AC bằng CB và bằng AB trên 2. Vì này, C là trung điểm của AB nên này, C nằm giữa A và B. Chấm phẩy này, CA của chúng ta sẽ bằng CB và bằng AB của chúng ta trên 2 đúng không? Mà AB của chúng ta lại bằng mấy nhỉ? 2 cm đúng không? Nên chúng ta sẽ có gì? Nên này, CA bằng với CB và bằng gì nhỉ? AB trên 2 bằng 2 trên 2 và bằng 1 cm. Vậy là chúng ta xong được một ý này của bài A này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ý thứ hai. Ý thứ hai là gì? À, chúng ta phải tính AO. AO thì chúng ta lại có vì O là trung điểm của AC, lập luận tương tự. Vì O là trung điểm của AC nên O nằm giữa A và C chấm phẩy này, OA này bằng với OC và nó sẽ bằng AC trên 2. Mà AC của chúng ta lại bằng mấy nhỉ? AC của chúng ta lại bằng 1 cm. Nên gì? OA này bằng OC bằng 1/2. Đây, cô cẩn thận hơn, chúng ta sẽ bằng AC trên 2 này và bằng 1/2 cm. Vậy chúng ta sẽ kết luận cho cô. Vậy gì nhỉ? CA này bằng với CB và bằng 1 cm. Đây, trên này chúng ta tính là 1 này. Chấm phẩy này. À, gì nữa nhỉ? À, OA của chúng ta bằng OA bằng 1/2 cm. Đấy, vậy là chúng ta vừa xong ý A nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Ý B là gì? À, người ta yêu cầu tính AB, AC. Đây, cô sẽ viết lại ở đây để chúng ta dễ nhìn hơn này. Tính này, AB này, AC này, chấm phẩy này, AO, đúng không? AO. Nếu CP của chúng ta bằng 3.4 cm. Rồi, vậy là chúng ta lại thấy nhá, CP của chúng ta bằng 3.4 cm. Mà chúng ta quan sát lại hình vẽ này, C lại là trung điểm của AB đúng không? Nên là CB sẽ bằng với CA và bằng gì? AB trên 2. Vì C là trung điểm của AB nên C nằm giữa A và B. CA bằng với CB và bằng với AB trên 2. Mà CB của chúng ta đề bài cho là mấy nhỉ? À, đề bài cho là 3.4 cm. Nên CA của chúng ta cũng bằng 3.4 cm đúng không? Còn AB của chúng ta lúc này, AB trên 2 của chúng ta lúc này cũng bằng 3.4 cm. Nên gì nhỉ? Nên gì? Nên AB của chúng ta sẽ bằng 2 nhân với 3.4 và bằng 6.8 cm. À, lúc này AB của chúng ta bằng 6.8 cm này. Tiếp tục chúng ta phải tính AO thì chúng ta lại có gì nhỉ? Vì O là trung điểm của gì?
của AC nên O nằm giữa. A và C. OA bằng OC và bằng AC trên 2. Mà AC của chúng ta lại bằng mấy nhỉ? 3,4 cm đúng không? Nên này, OA của chúng ta bằng AC trên 2 bằng 3,4 chia 2. À, 3,4 chia 2 bằng mấy nhỉ? À, bằng 1,7. Vậy bây giờ chúng ta sẽ kết luận là gì? Vậy AB của chúng ta bằng 6,8 cm chấm phẩy. AC của chúng ta bằng mấy nhỉ? 3,4 cm chấm phẩy. Và OA của chúng ta sẽ bằng 1,7 cm. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 2 của phần tự luận. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 3. Chúng ta đọc đề cho cô này. Trong hình vẽ dưới đây, hãy kể tên các góc. Hãy kể tên tất cả các góc. Dùng thước đo góc và sắp xếp số đo của chúng theo thứ tự giảm dần. Đây, sắp xếp số đo theo thứ tự giảm dần. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ kể tên xem là trong hình này có bao nhiêu góc nhé. Đầu tiên này, chúng ta sẽ phân loại từng loại góc một. Thứ nhất là góc đỉnh A này. Đỉnh A của chúng ta, đây, bài 3. Đỉnh A của chúng ta thì sẽ gồm những góc nào? B, A, D này. Góc B này, A, D này. Tiếp theo là góc gì nhỉ? Vẫn là đỉnh A, D, A, C. Chúng ta kể theo đỉnh để chúng ta không bị nhầm. Tiếp theo là gì nhỉ? B, A, B, A, C. Tiếp này, đỉnh B. Đỉnh A hết rồi đúng không? Thì cô chuyển sang đỉnh B này. Đỉnh B của chúng ta sẽ có góc gì? A, B, C. Tiếp theo này, đỉnh C. Đỉnh C của chúng ta sẽ có góc gì? A, C, B. Đây nhá, A, C, B với A, C, D là 1. A, C, B này, A, C, D là 1. Nên cô chỉ kể một lần thôi. A, C, B. Tiếp theo là đỉnh D. Đỉnh D của chúng ta thì sẽ có góc gì? A, D, B này. Tiếp gì nhỉ? A, D, C. A, D, C. Và cuối cùng là gì? B, D, C. B này, D này, C này. Rồi, vậy là chúng ta đã kể tên xong các cái góc này. Thì chúng ta đã hoàn thành được một bước rồi này. Bây giờ đến bước thứ hai là gì? À, chúng ta phải đo các cái góc này. Và sau đó chúng ta sắp xếp số đo của chúng. Bây giờ thì cô sẽ đo từng góc một nhé. Bây giờ cô viết lại một lần này. Đo góc từng góc một để tí cô chỉ điền lại cái số liệu cô đo được vào đây thôi. D, A, C này. Bằng này. Đấy, chấm phẩy này, chấm phẩy này. B, A, C của chúng ta này. Bằng này. A, B, C này. Bằng này. Đấy. Tiếp tục là gì? A, C, B này. A, D, B này. A, D, C này. Và B, D, C. Đây, cô sẽ viết lại như này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo. Thì muốn đo thì chúng ta sẽ dùng thước đo độ. Và chúng ta đã được học cách đo rồi đúng không? Đặt tâm của thước trùng với gì? Đỉnh của góc. Một cạnh của góc trùng với vạch kẻ của vạch kẻ ngang của thước. Và cạnh còn lại trùng với vạch nào thì số đo chính là vạch đấy. Nào bây giờ nhá, chúng ta sẽ đo góc đầu tiên là góc A này. À, BAD. BAD góc này. Bây giờ cô sẽ đặt này. Này, tâm trùng với đỉnh A. Cái vạch kẻ ngang của thước, vạch không đây, cô sẽ cho trùng với cạnh gì? AB. Trùng với cạnh AB nhá. Lúc này thì cái cạnh còn lại của nó đây này, chúng ta quan sát cạnh còn lại của nó đây. Nó sẽ rơi vào 73 độ. Đây các em quan sát này. Nó sẽ rơi vào 73 độ nhá. Vậy là cái góc đầu tiên cô đo được sẽ là 73 độ này. Tiếp theo góc BAC. BAC. Đây, bây giờ cô sẽ đặt thước này. Sao cho vạch của thước
Này, đặt như thế này. Đây, chúng ta sẽ thấy nó lớn hơn 90 độ đúng không? Nó sẽ là 94 độ nhé. Đây, 94 độ này. BAC là 94 độ. Tiếp tục, chúng ta sẽ đo góc DAC. DAC nào? DAC của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu độ nhỉ? Nào, bây giờ cô đặt thước đây, vạch trùng này. Đây, cô sẽ thu được kết quả là 21 độ. Đây, chúng ta thấy này, 21 độ. Tiếp theo là chúng ta sẽ có là gì? Góc ABD. Đây, ABD. Hay còn gọi là ABC đấy, chúng ta đo. Đây, chúng ta sẽ được cái kết quả là 55 độ. Đây, các em bấm xem 55 độ này. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang góc ACB. ACB là góc bên này. Thì chúng ta đo, chúng ta sẽ thấy là số liệu cho chúng ta là 31 độ. Số liệu ở đây sẽ là 31 độ này. Tiếp theo, góc ADC. ADC là góc này. Thì chúng ta sẽ đo được, cô đặt thước này, nó sẽ là bao nhiêu đây? 128 độ. Tiếp theo này, ADB. ADB cô cũng đặt thước để đo luôn. Kết quả của nó sẽ là 52 độ. Và góc BDC. BDC đây. Thì đây chính là góc bẹt rồi. Thì số đo của nó sẽ là 180 độ. Bây giờ người ta bảo gì? Dùng thước đo độ và sắp xếp số đo. Sắp xếp số đo thôi chứ không phải là sắp xếp góc đúng không? Theo thứ tự giảm dần thì cái nào lớn nhất cô sẽ xếp trước này. Chúng ta sắp xếp này. Nhớ là sắp xếp số đo thôi nhá. Thì lớn nhất là 180 độ. Lớn thứ hai là bao nhiêu này? À, 128 độ. Của góc nào? ADC. Lớn thứ ba là bao nhiêu nhỉ? À, lớn thứ ba là 94 độ. Lớn thứ tư là 73 độ. Lớn thứ năm là 55 độ này. Thứ sáu là 52 độ. Thứ bảy là, đây cô viết xuống đây, thứ bảy là 31 độ. Và thứ tám là 21 độ. Vậy là ở đây 8 góc chúng ta đã sắp xếp xong. Có góc lớn nhất là 180 độ và góc bé nhất là 21 độ. Thì chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Thì bài tập số 4 là gì? Đo chiều cao của em và một số bạn trong lớp. Em hãy kể tên một số bạn trong lớp cao bằng em, thấp hơn em hoặc là cao hơn em. Thì cái bài 4 này nhá, chúng ta có thể là đo chiều cao của các bạn trong tổ của mình ngồi. Và sau đó chúng ta sẽ thống kê lại xem là bạn nào cao hơn mình, bạn nào thấp hơn mình. Thì cái này về các em sẽ tự làm nhá và điền vào trong vở nhá. Tại vì là tùy từng lớp, tùy từng bạn thì sẽ có những cái chiều cao khác nhau. Nên cái này cô chỉ hướng dẫn thôi. Về nhà chúng ta sẽ tự làm vào vở. Nhớ là phải đo các bạn trong tổ nhá. Hoặc là có thể đo một số bạn trong nhóm bạn thân của các em cũng được. Tiếp theo thì bài 5 là gì? Tìm một số hình ảnh và ứng dụng của đường thẳng và góc trong thực tiễn. Thì hình ảnh của đường thẳng và góc trong thực tiễn thì bài hôm trước chúng ta đã từng kể ra rồi đúng không? Thứ nhất là gì? À, chúng ta có thể thấy là cái dây điện cho chúng ta hình ảnh về đường thẳng này. Con đường thẳng thì cũng cho chúng ta hình ảnh về đường thẳng này. Hoặc là gì nhỉ? À, cái kéo đúng không? Khi mà chúng ta mở ra thì cho chúng ta hình ảnh về góc. Cái máy tính cũng thế, khi mà chúng ta máy tính laptop ấy, chúng ta mở ra cũng cho chúng ta hình ảnh về góc này. Hoặc là cái compa cũng thế. Thì rất là nhiều, về các em sẽ tìm những cái hình ảnh này và các em kể vào vở cho cô nhé. Thì bài học hôm nay cũng là bài học cuối cùng của chương số 8. Thì sau cái chương này
thì chúng ta sẽ học sang một cái chương mới, đấy là chương 9 về yếu tố xác suất thống kê. Nhưng mà chương 8 này thì các em nhớ là nó rất là quan trọng. Cô đã nhắc ở đầu chương rồi. Nó chính là cái gì nhỉ? À, cái kiến thức cơ bản, cái gốc, cái nền để các em học được cái phần hình phẳng ở như các lớp cao hơn. Vì vậy, những bạn nào mà chưa nhớ hoặc là chưa thuộc, chưa nắm được khái niệm thì chúng ta có thể mở lại những video bài giảng của cô trước đấy về điểm này, về đường thẳng này, về trung điểm này, về hai đường thẳng cắt nhau để chúng ta xem, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Và cuối cùng thì cô cũng rất là cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và quan tâm đến các video bài giảng của cô. Các em cũng đừng quên like và đăng ký kênh Vietlack để đón nhận những bài tập, bài giảng hay hơn của cô ở chương 9 nhé. Rồi, xin chào tất cả các em. Khóa học Vietlack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietlack.